Vò lúa này chắc đầy khoảng 7.000 tấn anh. Đây vùng chú cháu. Đây là cái cụm lò 2 cung cấp nhiệt cho 24 cái lò. Phòng vi tính điều khiển dạng lò sấy. Đây giải 24 cái lò. Có thang là cũng lại này là lên thang. Dạ được cậu. Giấy lò đang hoàn thiện. Đây là 18 cái bồn lúa, mỗi bồn chứa khoảng 80 tới 100 tấn lúa. Dạ là sấy đang trong quá trình hoàn thiện. Điện đuốc đồ đã đi hết rồi, chỉ còn khâu vận tải thôi. Đây là nhàn dàn lít và dàn trắng. Toàn bộ lúa bên lò sấy sẽ được cung cấp qua bên hệ thống bóc vỏ và sắt trắng. Đây hệ thống dàn lít. Đây dàn trắng nha nè. Đủ điều khiển chính của hệ thống nhà máy. Đây dàn bồn chứa gạo anh em. Bên đây cũng bồn chứa gạo. Cần điện tử xả ra tịnh bao 50. Bên kia là dàn máy xoay tép. Khu này là dành cho mấy anh thợ ra đồ nhà máy. Đường vận tải băng xuống sông.
xong vẫn còn một cái dàn đồ chạy lúa khô anh em.